Ôi, mạng bị gì? Trời ơi, mưa nên mát ghê luôn á. Đang để gió. Chào xin, chào xin. Mưa buồn quá cả nhà ơi. Mới hết dịch rồi giờ tới mưa. Mùa mưa tới là mùa ế tới rồi, mùa ế tới rồi. Chạy đi thôi, chạy đi thôi. Xin chào cả nhà thân yêu. Hôm nay là một ngày mưa gió bão buồn. Tới bây giờ thì mấy bà nhỏ vẫn chưa cho tôi ăn. Mấy bà cứ đứng ngoài ở đó, không cho mình ăn các bạn à. I love you too, come cả nhà. Thật sự là ngày hôm nay cũng là một buổi livestream vui nhộn, ca hát nhộn nhịp. Hồi hôm bữa để rút kinh nghiệm là mình like, mình hát thì các bạn đã bỏ đi thật nhiều, thì hôm nay Ngọc sẽ làm lại một lần nữa với một mong muốn và hy vọng các bạn sẽ không bỏ đi mà tăng số lượng chạy vào coi thật nhiều. Nghe nói hồi hôm bữa chỉ like có 30 phút thì các bạn đã ra hết 30.000 người. Bây giờ thì mình sẽ like 45 phút và karaoke cùng với nhau luôn. Mọi người có chịu không? Nếu ai chịu thì giơ tay lên nào. Vỗ tay, vỗ tay, vỗ tay. Vẫn không thấy ai vỗ tay cả. Chào Linh Võ, chào Nông Tê Thuyên. Trời ơi, hôm nay ngồi xa quá. Thiệt á, bây giờ là gần 8 giờ rồi. Nhưng mà thông báo với mọi người thông tin rất là vui, đó chính là Ngọc lên được 2 kg. Mà khi ra đường ai cũng nói là Ngọc sao giờ này ốm thế, nhưng Ngọc đã lên 2 kg rồi nhờ tập thể dục đều đặn. Wow! Các bạn ơi, các bạn à. Trời ơi, trời ơi, nó nhảy một cái đùng đi xuống dưới luôn. Cả nhà ơi, cả nhà. Buồn quá. Bây giờ mình hát bài gì cho vui ta? Anh đã đi 1/3 cuộc đời, cho trái tim này còn còn bao Hát nhiêu. sai lời hoài luôn. Nhưng ký ức còn tim Thôi đừng đưa hát nữa nghỉ chị, ngơi. em có quà cho chị nè. Cái gì? Ba hộp quà Không, luôn. giờ chị muốn ăn gì không? Quà cáp gì? Tự nhiên bồng anh vô đòi khui quà nữa. Ai tặng nữa? À mọi người, ngày hôm nay thì có một cái thông tin rất là quan trọng, đó là sắp tới thì Ngọc sẽ thực hiện một bộ phim mới dành cho tuổi 30. Đó, đúng với là lứa tuổi của mẹ cá bây giờ luôn, đó chính là 30 tuổi. Thì cá mẹ sẽ làm gì trong cái tuổi 30 này? Nói thiệt ra là thấy hồi trước á, thì ai cũng nói là đến 30 tuổi là sẽ sợ già, đúng không? Nhưng mà sao thấy 30 rồi cũng vậy à? Như gái 10 tuổi gì đó, có thấy khác gì đâu. Mọi người có thấy vậy không? Có thấy Ngọc khác gì đâu. So với lại 10 năm trước, 20 năm trước vẫn như nhau, chẳng khác một chỗ nào ha. Vẫn dễ thương, đáng yêu và vui vẻ yêu đời như sương. Không nhận quà luôn. Trời ơi, tự nhiên hôm nay được tặng quà, má ơi, Ba quá hộp trời luôn, quà ba hộp quà luôn. Bây giờ giả bộ hô biến như trong TikTok đi, là hiện ra đi. Một, hai, ba. Không biết là các bạn fan nào đã gửi tặng cho Ngọc nữa nè. Mỗi một ngày đi quay là lúc nào cũng được nhận quà, nhận đồ ăn, nhận đồ uống hết, không phải mua một cái gì hết. Cảm ơn tấm lòng của cám con rất 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 là nhiều. Mọi người có nôn, hôm nay chúng ta cùng đập hộp với nhau không?
Chị đoán quà đi. Đoán quà hả? Chị nghĩ là cái hộp to nhất sẽ là gấu bông, hộp nhỏ nhất sẽ là ấy, hộp này sẽ là nước hoa, còn hộp này sẽ là kim cương. Có đúng không ta? Hơi nhiễu sóng. Hơi nhiễu sóng hả? Biết. Mọi người ơi, mọi người ơi, mọi người ơi, mọi người ơi, mọi người vô coi đập quà nha. Bây giờ mình sẽ mở quà hộp nhỏ. Đoán thử gì? Nghe tiếng nè, là kim cương rồi. Chắc chắn là kim cương. Look at you and look at me. Look at you now, look at me. Look at you now, look at me. Rồi, nhìn xem. Ủa sao toàn giấy ở trong này không vậy mọi người? Ai tặng cho Ngọc một hộp giấy không? Cái này là gì Hồng Anh? Câu hỏi. Ủa? Thực hiện trả lời các câu hỏi ở trong hộp đó. À vậy hả? Đúng rồi. À hôm nay là một buổi livestream vui vẻ hơn và sáng tạo hơn. Đó chính là các bạn cho các trò chơi. Chúng ta ngày hôm nay sẽ cùng với nhau chơi một trò chơi nhé. Đó chính là trả lời hết những cái câu hỏi trong hộp này. Xong rồi, đến hộp thứ hai. Ngại quá. Ngại quá. Tèn tèn tèn. Tương ớt chi tích xu. Nói giỡn thôi chứ thật ra ngày hôm nay có mục đích. Đó chính là khoe quà là đến từ bên nhãn hàng Chinsu thì có tặng cho Ngọc 3 món quà. Thì lúc mà livestream lên để khoe với mọi người đó là món quà gì, thì đầu tiên là thấy một cái hộp bắt trả lời câu hỏi nè. Sau đó là một chai tương ớt luôn. Thì Ngọc nghĩ cái thùng lớn nhất này là chắc là đồ ăn quá. Có đúng không? Thơm thơm. Mùi trong đây thơm nha, mà chai này to hơn cái chai mà Ngọc mua đó. Trời ơi, sướng quá, chai kia ăn chưa hết nữa. Đường vị cay bùng vị ngon. Đây là cái loại tương ớt mà Ngọc cũng đang rất là yêu thích. Hiện tại bây giờ đi đâu ăn uống cái gì cũng phải đem theo bả hết. Bởi vì á, cái vị của nó cay vừa nồng nàn mà nó đúng cái chất của tương ớt đó. Chấm vô một cái là ăn món nào cũng ngon ngất ngay hết. Nên bây giờ chúng ta sẽ mở hộp quà to nhất nha. 1 2 Thời có quá. 3 Trời ơi. Trời ơi, lên ký là vì trời ơi, đợt này khách hàng đầu tư quá. Các bạn đầu tư quá. Tặng cho Ngọc, biết Ngọc đói, tặng cho Ngọc đồ ăn luôn nè mọi người ơi, mọi người ơi. Xin mời các bạn cùng ăn chung nha. Đây, nguyên một mẹt đồ chiên để ăn cùng với lại tương ớt Chinsu. Mọi người có biết sao không? Tại vì thiệt ra là ngày hôm nay là mục đích là khoe quà, nhưng mà sau đó là muốn tặng quà đến cho các bạn nữa. Bởi vì các bạn có thấy là chai tương ớt này có giống với lại cái áo mà Ngọc đang mặc không? Đó, cái áo này cũng có hình chai tương ớt luôn nè. Ở trên đây ghi gì vậy Bình? Chinsu, mực nướng thơm ngon lạ lùng, thơm ngon lạ lùng, chấm thêm tương ớt bùng vị ngon. Đây, đi đâu cũng vậy, người Việt Nam của mình lúc nào ăn uống thì cũng phải có nước chấm hết. Thì đa số là những cái mà ăn chiên giòn như vậy, hoặc là cái móc chiên xào được gì thì chúng ta đều ăn cùng với tương ớt. Và mini game ngày hôm nay của chúng ta sẽ được tặng cái áo này, đúng không? Đúng không? Một cái túi. Được tặng cái áo này và cái túi luôn. Đây. Đó, mùa mưa tới rồi. Chúng ta hãy dùng những cái túi này. Rất là tiện lợi đó. Dễ thương không? Một cái áo và một cái túi. Cái áo này thì khỏi nói rồi. Đây là cái áo phông rất là thoải mái nè, dành cho các bạn có thể đi bất kỳ đâu cũng được, đi chơi đâu cũng được. Và đây là cái túi. Cái túi này thì bằng vải bố nha. Đó. Ai muốn nhận quà, ai muốn nhận quà thì chúng ta cùng chơi mini game của ngày hôm nay nha. Chinsu tài trợ cái livestream này. Đây, vừa đồ ăn nè. Đó, vừa tương ớt nè, vừa áo nè, vừa túi nè. Có thích không? Mọi người có thích không?
à bây giờ chúng ta phải tặng quà như thế nào ha. Suy nghĩ một trò mini game đi, nhưng mà trước khi chơi cái trò chơi đó thì chắc chắn là mình sẽ chơi cái trò chơi này trước, bởi vì không biết là mọi người đã chuẩn bị cho mình cái gì. Lâu lâu thì mình sẽ tổ chức một cái buổi livestream lạ lùng như vậy, vừa được tặng quà cho mọi người, vừa mời mọi người ăn cùng với Ngọc ngày hôm nay. Đây nha, cái phiên bản mới nhất của Jinsu, đó chính là cái khóa thông minh như thế này. Đó, mình fit khóa như thế này luôn, khi mở ra thì rất là tiện lợi để mà ăn. Móng tay hơi dài không mở được. Hồng Anh có thể mở. Đây nha, cái mini game thì chúng ta sẽ được tặng áo và tặng túi như thế này. Ai muốn thì giơ tay lên, giơ tay lên. Rất là đơn giản thôi, cái này nói ra là chơi vậy thôi, chứ dành tặng cho tất cả mọi người luôn á. Chút hồi Ngọc sẽ công bố mini game này, nên ai mà muốn tặng quà thì hãy nhớ đồng hành cùng với Ngọc trong cái livestream này nha. Tên, cô gái tăng lên 2kg là nhờ mỗi ngày ăn đó, ăn uống rất là điều độ. Nhưng mà tại vì Ngọc rất là thích các món chiên, không biết sao nữa mà đi quay đồ gì á là mình rất là thích ăn các món này, là bởi vì sao, nó rất là gọn này, nhanh và tiện lợi. Đây là mực chiên giòn, chấm một miếng tương ớt. Ngon chưa? Ai mà chưa ăn vô đây chắc có lẽ là sẽ chảy nước miếng mất thôi. Má ơi, ngon ngất ngay luôn. Mày ngủ nghe tiếng không? Đúng là đậm vị luôn á, thơm ngon cực kỳ luôn, kết hợp cùng với nhau. Đồ chiên thì chỉ có đi cùng với là tương ớt Jinsu. Đừng quên anh cha trả lời câu hỏi nha chị. Ồ quên. Trời ơi, chị ăn trước đi, chị bồi bổ sức khỏe cách. Mọi người có thấy em đang một bập lên không? Tăng 2kg rồi đó, ghê không? Trời ơi, ngon cực kỳ luôn á. Không biết sao cái vị đợt này nó đậm đà hơn rất là nhiều nè. Cái vị cay của nó cũng vừa phải hơn. Đúng về câu slogan ghê luôn á. Jinsu thơm ngon lạ lùng. Nhưng mà quên, mình bây giờ vừa ăn vừa chơi đi. Tại vì năm nay là năm 30 tuổi rồi, nên mỗi một lần mà làm một cái điều gì đó mình đều muốn có một cái kỷ niệm cùng với tất cả mọi người. Thì năm nay Ngọc có làm một cái dự án rất là đặc biệt, sẽ chiếu vào dịp Noel này. Hy vọng là mọi người sẽ ủng hộ cho Ngọc trong dự án đó nha. Đó nha. Rồi đầu tiên thì chúng ta sẽ... Ủa trong này là gì vậy? Một câu hỏi. Bao nhiêu câu? 12 câu. Trời ơi, quá trời nhiều rồi, trả lời nữa. Đây, bóp ngẫu nhiên nha. Bây giờ chúng ta sẽ cùng chơi game với nhau nha. Ai biết thì chúng ta cùng trả lời với Ngọc nha. Bộ phim yêu thích nhất mà Ngọc đã tham gia. Đố mọi người bộ phim nào Ngọc yêu thích nhất mà Ngọc đã tham gia. Hỏi này lạ quá à. Hỏi bộ phim nào mình coi mà mình thích nhất thì may ra, chứ giờ hỏi bộ phim yêu thích nhất mà Ngọc tham gia, thật ra là đối với Ngọc bộ phim nào Ngọc cũng yêu thích hết. Tại vì sao? Mỗi một bộ phim là một cái vai diễn rất là đặc biệt, nó không có giống gì nhau hết trơn. Từ Cám nè, Cô Ba Sài Gòn nè, rồi cho đến Miss Kiêu nè, rồi Tèo Em, hay là bất cứ một nhân vật nào đó, mọi người cũng thấy rồi đó, mình đều thích hết. Tại vì cái nào mình cũng đầu tư cho nó rất là nhiều hết đó. Ôi má ơi, làm gì làm cũng phải ăn, hoặc là sắm cho mình một chai tương ớt này ăn nha. Đây nè, hôm nay size mới bự không, khổng lồ luôn, chai tương ớt khổng lồ luôn. Tại vì ăn một lần nó nói thiệt chứ nãy Ngọc mới rót ra thôi mà giờ hết rồi nè, giờ lại phải rót tiếp, chắc chai này cũng không đủ luôn quá. Câu hỏi tiếp theo. Đến năm 30 tuổi rồi thì quyết định đúng đắn nhất từng làm là gì? Chắc có lẽ cái quyết định đúng đắn nhất mà mọi người đều biết đó chính là Ngọc được làm diễn viên. Khi mà được làm diễn viên thì Ngọc được gặp và có cơ hội được
thử sức mình, tỏa sáng mình trong rất là nhiều vai diễn cũng như là gặp gỡ rất là nhiều người bạn mà cho đến bây giờ á. Cho dù có khó khăn hay là vất vả hay là gục ngã như thế nào thì những người đó luôn luôn ở bên cạnh Ngọc và giúp đỡ cho Ngọc. Đó là điều mà Ngọc cảm thấy không bao giờ hối tiếc. Ủa lộn, hỏi gì ta? Biết mình đúng lắm. Chị luôn biết hỏi gì luôn á, ăn quá đó, nhai cái nuốt luôn chữ, không biết. Câu hỏi tiếp theo. Một giấc mơ xàm nhất, trời ơi thề luôn, đây là cái giấc mơ rất xàm. Mọi người có từng bao giờ nằm mơ đó mà yêu đúng cái người mà mình đam mê và hâm mộ không? Lee Min Ho. Trời ơi, nằm mơ và đám cưới ảnh luôn á. Kiểu như là giống như trong phim mà cái gì Huyền Thoại Biển Xanh á. Trời ơi, về một căn nhà ở biển rồi xong rồi hả, ở bên cạnh nằm mỗi ngày bên anh Lee Min Ho mà nói tiếng Việt luôn nha. Lee Min Ho nói tiếng Việt nha chứ không phải nói tiếng Hàn Quốc luôn á. Anh nói gì vậy chị? Anh nói gì vậy chị? Anh nói là trời ơi Ngọc ơi, sao mà em đẹp quá, lấy được em là niềm hạnh phúc lớn nhất của đời anh. Ghê, giấc mơ xàm thiệt xàm luôn á. Ghê gì xàm. Không, cái tương ớt này á, thật ra bản thân đúng rồi, bé nè, bé Ngọc ăn ít cây nha, không lấy dạ dày đó, bởi vì Ngọc bị đau dạ dày nên thật ra là cũng rất là ít ăn đồ cay nóng, nhưng mà lâu lâu một bữa là mình sẽ tự thưởng cho bản thân. Với lại á, sở thích đó là thích ăn cái gì cũng phải chấm với tương ớt á. Ngay cả cái việc mà cá ướp xong hết rồi, chiên ướp xong hết rồi nhưng mà vẫn phải chấm tương ớt mới ăn được. Mộ đời ha. Kỳ cục ha. Người gì? À, đây là câu hỏi tiếp theo. Món ăn yêu thích nhất. Không biết là mọi người có biết cái bí mật này của Ngọc không? Món ăn yêu thích nhất của Ngọc đó chính là cánh gà chiên. Tất cả các loại cánh gà chiên luôn. Hồi xưa có một cái ước mơ là nếu mà sau này á, mà ai mà muốn cầu hôn Ngọc á, thì chỉ cần mua một phần cánh gà, sau đó nhét cái nhẫn ở trong đó, chắc chắn là mở ra Ngọc sẽ đồng ý liền. Đó, thì anh Lee Min Ho trong mơ anh làm vậy luôn á, nên thành ra là đồng ý liền luôn. Cánh gà anh lỡ nuốt luôn chiếc nhẫn sao chị? Trời ơi kệ, trời lúc đó lúc chấm tương ớt mà là thấy được rõ ràng lắm. Cắn một cái phải chấm tương ớt xong cắn một cái đó, nên ăn cái gì cũng vậy hết, rất là thích ăn cánh gà chiên, mà chiên thì phải chấm gì? Tương ớt, đặc biệt là tương ớt chín xù sẽ ngon nhất. Câu hỏi tiếp theo nha. Nhưng mà cho phép Ngọc ăn một miếng nha, thèm quá. Đó, chấm mà chấm cỡ này nè, nó mới đậm vị. Thật ra nó không. Những bạn nào mà không ăn cay thì Ngọc nghĩ là với cái lựa chọn tương ớt Shinsu này các bạn có thể trải nghiệm thử. Bởi vì Ngọc cũng đâu ăn cay được đâu. Ôi sở thích của mẹ Ngọc giống con hết. Ố, con cũng ăn cánh gà chiên luôn hả? Thấy chưa, mọi người cũng thích, rất là thích ăn cánh gà chiên nhiều. Đó, nên sau này mà nói mà ai mà muốn cưới chúng ta đó là nhớ là lấy cánh gà chiên ra cầu hôn nha. Ôi, câu hỏi tiếp theo. Món quà giá trị nhất tự thưởng cho bản thân. Món quà giá trị nhất đầu tiên có lẽ là cái chiếc xe mà hiện tại cho đến bây giờ thì Ngọc vẫn chạy luôn. Thì đó là đầu đời luôn. Bước vào đầu đời, trong tay chỉ có mỗi hồi xưa đi làm là trong tay chỉ có được 200 triệu thôi. Xong mày mê quá, đi vô đặt cọc luôn rồi suy nghĩ không biết đến hồi mà xe giao rồi tiền đâu mà trả. Nhưng mà may mắn là xe cũng delay cho đến gần 7-8 tháng mới giao. Lúc đó là ráng đi làm kiếm tiền, bào cực độ luôn. Đó, rồi và thế là Ngọc đã mua được chiếc xe và chạy cho đến bây giờ luôn, mà không nhớ là hồi xưa mua vào năm mấy nữa. 2017 hả? À, chiếc xe đó của Ngọc là 2017, cho đến bây giờ là 2020 là đi được 3 năm rồi. Nhưng mà vẫn không muốn rời xe máy, cũng không muốn đổi xe luôn. Tại vì đó là cái món quà đầu tiên trong cuộc đời, sự nghiệp của mình dành cho bản thân. Câu hỏi tiếp theo. Đố mọi người, chiếc xe của Ngọc hiệu gì? Không thì tương ớt ăn kiểu gì cũng ngon hết. Có những cái món ví dụ như mà món luộc cũng vậy nữa, Ngọc cũng chấm với tương ớt nữa, rất là ngon nha. Rồi, câu hỏi tiếp theo, bài hát yêu thích nhất. Như mọi người đã biết rồi,
Bài hát yêu thích nhất cho đến tận bây giờ đó chính là bài hát Rời Bỏ. Nhưng không muốn hát ở đây nha. Hát ở đây là lại đi mất. Các bạn lại đi mất. Trời ơi má ơi, cái vụ mà hát mà xuống like đó hình như là cũng đang hot trên mạng xã hội lắm, bởi vì đi và thấy được chia sẻ rất là nhiều. Nhưng mà mọi người ơi, đừng có làm như vậy, tại vì tội nghiệp và làm tổn thương một cái tâm hồn đam mê ca nhạc lắm nha. Hát một đoạn Rời Bỏ nha. Vì em không thể lựa chọn cho giấc mơ mọi người. Ủa, phải không? Vì em anh lạc lối. Chị đang chết rồi. Ê trời ơi, rồi. Chết rồi. Chị hát qua bài khác. Ủa, hát bài gì đó? Đúng rồi, cũng nhạc. Nhạc đúng rồi. Nhạc đúng rồi. Mà lời nó hơi sai sai. Là nó sao sao không? Vì em không thể lựa chọn cho giấc mơ mỗi người. Vì em anh lạc lối. Bỏ qua hết được, bỏ qua chị. Chơi bỏ qua. Ủa không, mấy đứa ơi, chị hát qua bài khác. Mọi người ơi, có phải vì là Ngọc đang hát qua trở thành một người. Thấy chưa? Hát nãy giờ hát qua bài khác luôn. Vì em không muốn trở thành một người khiến anh cứ gợn nhớ thương. Khi em chỉ là thoáng qua như mây cuối trời. Thôi được rồi, được rồi, được rồi, được rồi mọi người ơi. Không không hát nữa, không hát nữa. Ao. Show mong muốn được tham gia nhất đó chính là một show ca nhạc đại nhạc hội lớn nhất Việt Nam, đó là mơ ước được làm ca sĩ ở trong show đó. Mà đã năn nỉ rồi nhưng không ai cho hết, và không một gọi là nhà sản xuất âm nhạc nào cho Ngọc làm và thực hiện cái đam mê đó hết, bởi vì không muốn phá nát cái đêm đại nhạc hội của người ta. Nên thôi, mơ ước thì cũng chỉ là ước mơ. Ừ, nãy giờ không biết hát bài nào luôn trời. Hình như là có bài đó luôn nha mấy đứa. Giữ em đi của Thị Chi. Ừ, trời ơi, tự nhiên hát qua giữ em đi và nói yêu em. Kỷ niệm đáng nhớ nhất với fan. Đây là một cái kỷ niệm mà chắc là nó là sao ta, sau cái thời gian mà Ngọc nghỉ ở nhà, Ngọc không có đi làm thì sau đó 2 năm thì mới quay trở lại và tham gia một cái chương trình, đó chính là Bức Nhã Hoàng Vũ. Lúc đó thì cái thế hệ đầu tiên đó là thế hệ heo cò, FC heo cò, chỉ còn có khoảng 2 người thôi, 3 người thôi đi cổ vũ cho Ngọc cái chương trình đó. Và Ngọc cảm thấy hả, lúc đó là tự nhiên mình cảm thấy là thật sự là khi mà mình quay trở lại nhưng mà vẫn còn được yêu thương. Rồi sau đó bắt đầu lòi ra FC Ninh Dương Lan Ngọc nữa. Các bạn đã cổ vũ cho Ngọc mà gọi là rất nhiệt tình luôn á, rất là yêu thương luôn, từ show này đến show khác mà gọi là cháy bỏng luôn. Trời ơi, cầm bảng mà hô tên mình luôn. Đó là một cái kỷ niệm mà phải nói là ghi nhớ mãi luôn, là bởi vì mình là một người bước từ con số 0 quay trở lại nhưng mà vẫn được đón nhận rất 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 là nhiều. Nhớ lại cũng cảm động lắm, tại vì bây giờ hả, các thế hệ mà FC trước của Ngọc á, là các bạn đã rất là lớn rồi, có gia đình hết trơn rồi, có con hết trơn rồi. Còn bây giờ là đến đại gia đình tim cám con của chúng ta, mấy bé nhỏ 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 đó cỡ này con. Hồi xưa đến giờ là Ngọc có ba team FC, ba thế hệ, đến bây giờ là thế hệ lớn mạnh nhất, đó chính là team cám con đó. Ở khắp mọi nơi, tự nhiên đang đi mà đi event nó cứ chạy ra, cái con một bé chạy ra kêu mẹ ơi, nói trời ơi con tôi rơi rụng ở đâu mà tôi không biết, hết hồn luôn á. À không, nói dạ không nha, không, cám con, cám con, trời dễ thương cực kỳ luôn á. Bộ trang phục Ngọc tự tin nhất khi ra đường, tên tên tên, đó chính là bộ này. Áo thun, quần tây hoặc là quần jean là những cái mà Ngọc rất là thích đó. Mọi người có thể mặc cái áo này rộng rãi, thì Ngọc á thì Ngọc thích mặc cái form là form rộng, không có thích mặc áo ôm.
phơm rộng đó, đi đâu cũng thoải mái hết, mát mẻ, với lại nhìn nó rất là năng động. Đây cái áo này, cái áo này chắc Ngọc Bằng là size bờ á, nên bạn nào mà thích đó thì cứ chơi tham gia vào cái mini game nha, để chúng ta có thể nhận được quà. Và đặc biệt hơn là cái túi rất là đáng yêu luôn á, trời ơi rất là tiện dụng luôn, đựng rất nhiều đồ đi chợ hay là đi học hay là đi làm đều có thể đựng được đồ hết. Cách thức tham gia là tạo chụp hình, tạo dáng với lại cái tương ớt trên xu rồi có hashtag không? Bây giờ mình từ từ đã, rồi mình hãy thông báo cái đó, chứ không là các bạn sẽ chạy mất tiêu luôn á. Nó giỡn chứ, bây giờ mình sẽ thông báo trước cái mini game này nha. Đó chính là các bạn chỉ cần chụp hình và tạo dáng bá đạo cùng với chai tương ớt Jinsu này. Đó, thì chúng ta sẽ lựa chọn ở trên cái để là cái comment của chị đúng không? Dạ, comment. Mọi người sẽ có 20 phần quà của cái này nha. Thì 20 bạn sẽ chụp thật là dễ thương, tạo dáng thật là dễ thương nè, dễ thương nhất, lạ nhất cũng được, độc nhất cũng được, xàm nhất cũng được, làm sao cũng được hết á. Sau đó thì mình sẽ comment ở trên cái livestream này. Ngọc sẽ chọn ra 20 bạn có được món quà này thật độc đáo. Rất là dễ luôn. Rồi nha, nhớ tham gia mini game. Nhưng mà bây giờ thì Ngọc vẫn phải tham gia mini game của Ngọc tiếp tục nè. Còn câu hỏi nữa. Thành tựu lớn nhất mà đạt được cho đến thời, cho đến hiện tại đó chính là đại gia đình tim cám con. Không biết đẻ đâu ra, quá trời nhiều luôn. À không, không phải đẻ, không cần đẻ luôn. Cũng có một đàn con nheo nhóc, lúc nào cũng đi theo, lúc nào cũng ủng hộ hết. Cưng cực kỳ luôn. Hầm phải kể một cái kỷ niệm chứ, là đi đâu mọi người cũng gọi là cá mẹ, nên có rất là nhiều cô chú hoặc là các anh chị khi mà tham gia vào cái fanpage của Ngọc á thì thường hay nói là ủa tại sao lại xưng hô như vậy, rồi không có kính trọng. Nhưng mà thật ra là tại vì đây là một cái team gọi là tên FC của Ngọc, nên khi mà các bạn tham gia vào đây thì cũng hiểu được cái vai trò của các bạn. Mang tên là cám con và Ngọc là cám mẹ, nên thành ra là hay xưng hô cùng với nhau là mẹ với con, chứ không phải là mình đang thiếu tôn trọng dành cho các bạn FC của mình. Đó, nói để các bạn hiểu hơn nha. Tiếp tục. Khoảnh khắc hạnh phúc nhất đó là mỗi dịp mà Ngọc đi làm thì các bạn nhỏ luôn đi theo đến gặp Ngọc và dành cho Ngọc những cái ôm đó, thì Ngọc thấy đây là cái khoảnh khắc mà hạnh phúc nhất. Còn có những cái khoảnh khắc hạnh phúc nữa, đó chính là cái giải thưởng mà các bạn đem lại cho Ngọc. Có một lần thì ngày xưa thì khi mà team còn nhỏ, còn chưa có mạnh, thì các bạn đã phải cày rất là cực lực hoặc là bình chọn rất là cực lực. Nhưng mà sau này rồi thì các bạn cố tạo một cái team lớn hơn dành cho Ngọc, để Ngọc cảm thấy không có bị lẻ loi hoặc là tuổi thân hơn so với lại các FC của các bạn diễn viên khác. Thì đến ngày hôm nay các bạn đã tạo dựng ra một cái team rất là lớn mạnh, và đặc biệt hơn đó là chúng ta cùng yêu thương lẫn nhau thật sự, đoàn kết. Đó, cái đó là cái mà Ngọc cảm thấy hạnh phúc nhất, điều mà Ngọc tự hào nhất về team cám con. Đó chính là các bạn rất ngoan. Không hiểu làm sao luôn á, đi đâu mọi người nha, cái này là Ngọc không phải là Ngọc tự Ngọc nói, mà đó chính là các anh đạo diễn nè. Cái thứ hai nữa là các team phim mà Ngọc làm, hoặc những cái event của khách hàng mà Ngọc làm, thì chính khách hàng hoặc là các anh đạo diễn là người đứng ra và khen cái team của mình là một cái team rất là trật tự. Cái thứ hai nữa là nếu mà dùng cái từ mà mọi người hay nói là trời ơi sao ta, ý thức có nghĩa là cùng với nhau ý thức để bảo vệ cho cám mẹ, cùng với nhau để tạo nên một cái team rất là lành mạnh. Rồi xong khi đi event cũng vậy nữa, lúc nào cũng không bao giờ chen lấn mà xếp hàng rất là trật tự nha. Rồi tạo cho mình một cái niềm tự hào rất là lớn, mà mỗi khi ai mà khen dành cho cái team FC của mình đó, nghe tới đó là hạnh phúc không? Tự nhiên nói mình chuyên nghiệp cực kỳ luôn á.
đi đâu các bạn cũng tổ chức cho mình giống như mình là một idol nào đó từ ở Hàn á, chứ không phải là idol ở Việt Nam nữa. Một chuyện ngu ngốc nhất từng làm. Chuyện ngu thì cũng nhiều đó. Nên câu này rất là khó, không biết phải trả lời làm sao hết. Mẹ ơi, con học sinh trung bình rồi mẹ ơi. Ôi, có kết quả thi rồi hả? Các bạn ơi, nó nghe nè, không có sao đâu. Bây giờ kết quả thì mình cũng đã lỡ có rồi. Việc của mình đó là phải vẫn cố gắng và tiếp tục cho cái quá trình học của mình, chứ không phải đây là một cái đầu tiên nó đánh giá được hết đâu. Nếu mà mình lỡ rồi thì thôi, không có sao hết, con phải cố gắng lần sau nha. Lên lớp rồi chúng ta sẽ thi lại, cố gắng nhiều hơn. Con chưa thi, chết rồi, xong nhiều người chưa thi quá nên nhiều lúc không biết. Nhưng mà khoan đã, Ngọc sẽ nhắc lại mini game cho tất cả các bạn nha. Những ai mà vô sau thì có thể nắm được, đó chính là 20 bạn đầu tiên được Ngọc lựa chọn. Đó chính là có những cái kiểu tạo dáng cùng với cha tưng ớt Jinsu này thật là ấn tượng nè, thật là lạ, thật là dễ thương, thật là xàm. Nói chung là đúng với tính chất của team cám con của chúng ta, thì sẽ được nhận món quà, đó chính là chiếc áo. Đó, chiếc áo có hình chai tương ớt luôn. Trời ơi, quà nè mọi người ơi, đó, siêu dễ thương luôn, có cả màu đen và màu đỏ luôn nha. Đó, rồi xong rồi cái túi nữa nè, rồi có cả chai tương ớt luôn, tương cà luôn, đầy đủ nguyên một bộ luôn. Đã chưa, chúng ta hãy cùng tham gia mini game này nào. Thì bây giờ mình cách đơn giản thôi là mình cứ chụp rồi xong rồi post lên trên cái lộn comment trên cái livestream này. Đó, thì mẹ cá mẹ sẽ chọn ra 20 bạn để được nhận món quà này nha. Nói chung là quà đó thì không có nhiều, chỉ có 20 phần thôi, nhưng mà hy vọng là chúng ta sẽ cùng tham gia với nhau để tạo cái sự liên kết thật là nhiều. Ngon quá. Ăn ngon quá. Ăn lem son. Ăn lem son quá. Cứ lại chụp hình thôi, nói chung là để thấy được là cám con cũng có bá đạo giống như cám mẹ hay không, lầy như thế nào. Mà chị nghe nói là các bạn của chúng ta cũng sắp được nghỉ hè đúng không? Đợt này chúng ta được nghỉ 3 tháng tròn chỉnh. Rất là may mắn nha, tại vì đất nước của mình là cái đất nước mà đang được làm việc, học tập bình thường. Nên hy vọng là mọi người sẽ cùng với nhau giữ gìn sức khỏe nè. Đó, tham gia các hoạt động thiết yếu dành cho sức khỏe của mình, ăn uống điều độ, đó giống như là Ngọc vậy. Để mà chúng ta có thêm được nhiều sức khỏe, làm được thật nhiều việc giống như mong muốn của mình. Ăn ngon, mặt đẹp. Chỗ nãy giờ nhìn cái cây này thèm ơi là thèm luôn. Dính mì luôn. Con không có tương ớt Jinsu, hãy chạy ngay ra siêu thị gần nhất mua ngay chai tương ớt Jinsu về và chụp hình tạo dáng. Cái áo này mặc rất là thoải mái luôn. Chất thun nè, chất thun cũng rất là tốt nha, co giãn, thấm hút. Đặc biệt hơn đó là cái form, quan trọng là cái form áo thun. Mặc lên bất kỳ ai mặc cũng đẹp hết. Thì Ngọc thấy cái form áo thun này cực kỳ chuẩn, đang rất là thích luôn. Chắc phải xin thêm cái màu đỏ nữa, thích màu đỏ hơn nhiều. Nhưng mà màu cam mặc lên thì dễ kết hợp với đồ, quần nào cũng đẹp. Hồ Ngọc Quỳnh Anh,
Lê Kim Ngân. Thùy Dương hôm nay chị ngồi hơi xa nên thành ra là chị không có thấy được hết cái comment của các bạn. Lan Trương, tại vì để cho mọi người thấy được cái phần ăn của Ngọc mỗi một ngày đó. Ai cũng chuẩn bị hết, hôm nay là được chuẩn bị hoành tráng hơn nha. Ngon. Nhìn gỡ cái hộp ra mà hết hồn luôn á, thơm cực kỳ, nó sọc lên trên mũi vậy luôn nè. Đã ơi là đã luôn. Không biết là mọi người đã ăn chưa ta? Nếu mà ai chưa ăn đó thì chúng ta hãy ăn sớm nha, rồi xong mình nghỉ ngơi sớm. Còn các bạn nào, Ngọc cứ thấy là các bạn cứ hay ghi là con sắp thi rồi, sắp thi rồi, là mỗi người có một cái giai đoạn thi khác nhau hả ta? Đúng rồi, tùy nơi ấy. À tùy nơi hả? Chứ tùy cách. Ồ, thôi vậy những bạn nào mà chưa thi thì ráng học bài nha. Bây giờ mình coi like như vậy là đủ rồi. Nhưng mà trước khi mà đi học bài thì nhớ chụp hình selfie một cái cùng với chai tương ớt Jisoo này để post lên, có khi mình là người được lựa chọn để được nhận món quà rất là dễ thương đến từ Jisoo. Giờ này con còn làm mệt quá mà thấy mẹ Ngọc là hơi mệt, thương quá à. Gửi ảnh lên livestream này luôn nha, Ngọc sẽ chọn trực tiếp ở trên này luôn và công bố kết quả ở trên này luôn cho mọi người dễ nắm bắt. 20 phần quà dành cho các bạn, chắc là ngày mai mình công bố luôn ha. Có 10 phần quà là combo luôn. 10 phần quà là chúng ta sẽ được combo luôn, là vừa có áo nè, hai cái áo luôn hả, hay một cái? Hai áo luôn, màu đỏ và màu đen luôn, rồi xong một cái túi và ba chai tương ớt Jisoo đủ size đủ vị, nghe đã chưa? Còn 10 phần quà còn lại thì chúng ta sẽ được combo nhỏ hả? Không, cái ý là tại vì lúc đầu là phần quà lẻ nên là 20 phần quà còn cái combo. Bây giờ thì mình sẽ gom lại thành 10 phần quà lớn luôn. Đó chính là nguyên một cái combo lớn luôn. Nên các bạn ơi tranh thủ nha, ngày mai mình sẽ công bố luôn cho các bạn để mà không có phải chờ đợi lâu. Nên chúng ta sẽ tranh thủ để chụp hình rồi post lên cái comment này cho Ngọc nha. Còn bây giờ thì thôi, để cho các bạn đi học nè. Còn ai mà chưa ăn uống thì chúng ta sẽ tranh thủ ăn uống nha. Còn Ngọc thì cũng phải cố gắng dọn hết cái phần ăn. Trời ơi má ơi. Dạ còn nữa. Là một mẹt. Đây là mẹt yêu cầu từ trước, đói quá. Còn mẹt này đã được chuẩn bị sẵn mà không được thông báo nên thành ra không biết. Rồi xong, bây giờ phải cố gắng nhồi cho hết. Ăn uống cho ngon. Và trước khi mà kết thúc cái livestream ngày hôm nay thì chúng ta sẽ nhắc lại phần mini game, đó chính là 10 phần quà combo. Các bạn chỉ cần chụp ảnh selfie cùng với lại chai tương ớt Jisoo này với tất cả các dáng xàm nhất, dễ thương nhất, đáng yêu nhất, độc đáo nhất, lạ nhất. 10 phần quà sẽ dành cho chúng ta nha. 10 phần quà là một cái combo, hai cái áo này, một màu đỏ, một màu đen, một cái túi xinh xắn như thế này và ba chai tương ớt Jisoo. Hai chai một tương cà. Dạ rồi. Nhanh này, ngày mai chắc là vào khoảng 8 giờ đi. Chúng ta sẽ cho cái giờ giấc luôn. Vào khoảng 8 giờ đi, các bạn sẽ được thấy được kết quả công bố của Ngọc ở ngay trên cái livestream này luôn, hay là mình post một cái riêng? Em post ở bên tiếp fanpage tìm các con à, post cả ở trên fanpage Team Cám Con Linh Dương Lan Ngọc luôn để cho các bạn có thể nắm được nha. Còn bây giờ thì bye bye, chào tạm biệt tất cả cám con. Bây giờ Ngọc sẽ ăn tiếp đây, bye bye. Yêu không miêu, không miêu, nói một lời. Đi ăn đi, trời ơi, em lo đi luôn. Kính thưa mọi người là có một bạn tinh dầu bưởi thì cũng có gửi gắm. Trong đây thôi, nói giỡn thôi. Bây giờ chúng ta sẽ bye bye, chào tạm biệt nhau nha. Hẹn gặp lại vào một ngày gần nhất. Chuẩn bị lên sóng rất là nhiều show mới của Ngọc nên hy vọng là mọi người sẽ ủng hộ cho Ngọc thật là nhiều nha. Bye bye. Được ăn. Được ăn chứ, chuẩn bị chúng ta. Bye bye. Còn bún thịt nướng, còn... Trời ơi, bắt đầu mà cứ nói liệt kê món ăn là